Ai What the? You shark. Trời ơi, nó làm đất. Ah, no. Tôi đang mặc bộ đồ ngủ mà trời. Xong đời em luôn rồi. Hỏi có chăng cho thấu đời em. Ngồi nghỉ mệt cho nó ăn cái nó hốt em luôn. Lỡ dơ rồi chơi tới luôn thôi. Dạ bây giờ là em dơ người vì con cún nó leo lên người em. Mà đã dơ rồi sao? Thì chơi luôn. Bây giờ em sẽ xuống sông. Em sẽ bơi ra sông, chờ ngư dân bắt cá về rồi phóng sanh cho anh Khổng Tường Phát. Dạ bây giờ em sẽ bơi ra sông, chờ ngư dân về luôn. Bịch đồ ăn cuốn để đây. Máy camera thì em sẽ đội lên trên đầu và em bơi. Em chưa gắn housing. Nó mà ướt nước là nó ngụm củ tỏi luôn á. Nước này là nước muối thưa quý vị. Nên bây giờ bơi là thử thách với em. Ui. A. Ai ơi trời. Ô. Trời ơi. Té 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 té. Không muốn mà cũng phải muốn. Không tính bơi mà cũng phải bơi. Tại tụi con á. Ok. Có ai mặc bộ pyjama mà bơi dưới sông không vậy trời? Đi giải cứu động vật đúng cách là như vậy. Lúc nào cũng phải cực. Phía này nãy giờ chưa chịu bơi. Bởi vì sợ. Có em bơi nó mới bơi. Phía này hôm nay thôi đừng bơi, nước lạnh lắm con ơi. Funny. Happy. Happy ending. Come with me. Oh man. Oh my baby swimming. Oh yeah. Oh yeah. Ok. Rồi nữa à. Đến đây nào. Dù sao anh em chúng ta cũng đã giờ rồi. Đến đây luôn nào người ơi. Con hại tiêu nha rồi. Ngày mai. Dạ giờ này nước đang rút mà nó rút giống như là rút hầm cầu vậy á. À, nước mà nó chảy nhanh, thật là nhanh. Con cẩn thận nha. Happy. 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 Happy, come here, happy. Happy, come here. Tụi con bơi theo tuyên ha. Ok, thả cho theo dòng nước nè mấy đứa. Ồ, Gun đang bơi theo tốc độ của ánh sáng à. Woo. Ê, mấy anh leo lên người luôn. Wow, tôi đang bơi tốc độ ánh sáng các bạn. Woo. Tụi con nhắm dí nổi tuyên không? Rồi, nước trôi coi. Honey đang trên bờ chạy theo à. Ok. Dí theo Tion đi. Honey. Happy. Lucky. Wow. Cảnh rác tự nhiên quá.
Trời ơi, nước cho em kìa. Cạn nước lại. Cạn không nổi luôn, nó vẫn trôi là trôi. Thôi, điều này anh em mình ra biển lớn chơi luôn rồi. Đi tắm biển Vũng Tàu nha. Wow, nó trôi mình bay luôn kìa. Tắm biển Vũng Tàu thiệt rồi các bạn ơi. Tôi đang trôi ra biển. Chiều chắc tiêu anh mới về. Chiều nước đẩy vô là về. Không biết các bạn đã ủng hộ nhấn like cho tôi như thế nào. Like phải càng nhiều thì tôi mới càng lượm rác dưới sông cho các bạn. Không thôi tiên cá sẽ không thể làm được việc này. Mấy con cuốn trung thành nó đang đi theo tôi luôn. Ok, thắng nước lại. Mình là tiên cá mà. Nước tạo ra hai lốc xoáy dưới nước để cản lại. Ôi, nước vẫn chảy mạnh nhở. Bây giờ bơi ngược dòng nước mới là thể hiện đẳng cấp đây nè. Ok, ai nói anh bơi ngược dòng không được. Oh, Tommy, cưng quá Tommy à, cưng quá. À quên, con là tên Funny rồi ha. Funny. Ray. Funny và Ray. Hai đứa đứng đây. Tuân kéo vô bờ. Hmm.